10 loại người mà bạn nên né càng xa càng tốt. Thứ nhất là loại người vay dễ nhưng khó trả. Dễ thấy, có một số người khi thiếu tiền thì sẵn sàng van xin năn nỉ người khác giúp đỡ. Họ có thể đi khắp nơi kể lể với tất cả mọi người về sự đáng thương và thiếu thốn của mình để chiếm được sự thương hại, tranh thủ cho vay mượn. Thế nhưng, chỉ cần cầm được tiền trong tay là họ lập tức trở mặt, đổi thái độ. Đến hạn không trả, chủ nợ đi đòi thì họ lại lên án bạn bè không nể tình nghĩa, chỉ biết tiền bạc, rồi thản nhiên trả lại một phần nợ rất nhỏ mà thái độ không khác gì bố thí cho ăn mày. Loại người này nhất định bạn phải tránh xa. Thứ hai là những người bất hiếu với cha mẹ. Ngay cả với cha mẹ có công dưỡng dục sinh thành mà họ còn không coi trọng thì chắc chắn là không có nhân phẩm tốt đẹp và biết đối xử tử tế với người ngoài. Họ chỉ biết tư lợi cá nhân, coi thường sự giúp đỡ và sẵn sàng đạp đổ công danh của người khác cũng như cách họ bỏ mặc cha mẹ của mình. Nếu chơi với họ thì bạn chắc chắn rất dễ sẽ rơi vào tình trạng như cha mẹ của họ mà thôi. Thứ ba là loại người nói một đằng nghĩ một nẻo. Đây có lẽ là một trong những đối tượng nguy hiểm nhất mà bạn không nên dính tới. Trước mặt thì tươi cười, sau lưng thì chửi bới, trở mặt nhanh hơn cả lật quyển sách. Những người như vậy thì thích a dua nịnh hót và cúi đầu khom lưng đối với những người đem lại lợi ích cho họ. Với những người không có giá trị lợi dụng, tuy họ không thể thể hiện sự chán ghét ra ngoài, nhưng có thể âm thầm làm chuyện xấu, ngáng chân cản trở mọi việc sau lưng bạn. Thứ tư là loại người thích chiếm đoạt thành quả của người khác. Không làm mà đòi có ăn là câu nói đúng nhất đối với những người này. Không bỏ ra công sức, nhưng đến khi thành quả lại vơ về nhận của mình. Vì lợi ích bản thân, họ có thể chiếm đoạt tất cả thành quả lao động, công sức nghiên cứu của người khác, ngang nhiên coi đó là riêng của mình. Cho dù đó là bạn bè, anh em thân thiết nhất thì theo bạn, một người tham lam như vậy có bỏ qua lợi ích của họ không? Thứ năm là người có lòng tham không đáy. Với người chân thành, chỉ cần một lần giúp đỡ họ cũng biết ơn cả đời. Nhưng với một số người khác, sự giúp đỡ của chúng ta giống như là lẽ thường phải thế. Họ chẳng những không biết ơn mà còn không ngừng đòi hỏi hết lần này tới lần khác. Bạn trả tiền ăn một bữa thì cũng phải trả cả những bữa sau. Bạn làm hộ họ một lần thì sau này lần nào họ cũng nhờ bạn làm hết. Thứ sáu là nói nhiều hơn làm. Khi bạn nghĩ rằng mình đã gặp được tri kỷ đích thực, hãy cẩn thận vì có thể đó chỉ là lời ba hoa bốc phét của đối phương. Họ có thể vẽ ra trước mặt bạn một tương lai tươi sáng như hoa, tiền đồ như gấm, nhưng kết quả là gì? Sau khi đối mặt với vài lần thất bại, thâm hụt hết số vốn liếng đầu tư, họ lập tức phủi tay bỏ mặc bạn một mình xoay sở với khó khăn để đi tìm một tri kỷ mới. Bản lĩnh của họ không xuất phát từ tài năng mà chỉ đến từ miệng lưỡi. Giỏi nói mà không biết làm thì chẳng bao giờ trở thành bạn đồng hành xuất sắc được. Thứ bảy là tính toán chi ly, không bao giờ chịu thiệt. Kiểu người này có một đặc điểm rõ ràng chính là cái lợi không bao giờ nhường, cái thiệt không bao giờ chịu. Cho dù thu nhập vài chục triệu, người ta vẫn có thể canh cánh trong lòng hoặc cãi nhau âm ỉ chỉ vì chênh lệch mấy đồng tiền lẻ. Với bạn bè hay với người thân, mọi thứ đều phải được tính toán rõ ràng. Nếu bản thân chịu thiệt dù chỉ là một xu, họ sẵn sàng tìm đến tận cửa để đòi cho bằng được. Chính vì thế, kết giao với họ, có thể bạn sẽ thấy công bằng nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Thứ 8 là những người tự cao tự đại. Những người như thế này thì luôn tự thích cho mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Họ không tiếp thu ý kiến của người khác vì cho rằng bản thân luôn đúng và tự ý làm chủ, tất cả đều phải nghe theo. Một khi không đạt được điều mình muốn, họ có thể nổi điên cắn người mà bất kể đúng sai thị phi như thế nào. Thứ 9 là những người vô trách nhiệm và hay đổ lỗi. Không bao giờ chịu trách nhiệm với những hậu quả mình đã gây ra. Cho dù sai trái rành rành nhưng vẫn không chịu nhận, thậm chí đã đổ lỗi cho người khác. Kiểu người này có thể biến bạn thành lá chắn cho lỗi lầm của mình bất cứ lúc nào. Thứ 10 là những người mà gió chiều nào theo chiều ấy. Một người không có lập trường vững vàng, luôn chạy theo những cái họ coi là có lợi. Làm bạn với một người không có chủ kiến của riêng mình, bạn dễ bị ảnh hưởng tính cách yếu đuối của họ. Không chỉ như vậy, một khi ngả sang chiều khác, họ có thể là người sẵn sàng nói ra những bí mật của bạn, cho dù điều đó có ảnh hưởng hết kế hoạch kinh doanh và tiền đồ sự nghiệp của người khác. Lòng tin của họ cũng mềm yếu như tính cách, chỉ bằng vài ba lời nói từ người ngoài, họ lập tức nghi thần nghi quỷ, coi ý tốt của người khác là giả tạo.